Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn là cách để mà tạo một cái mục lục cơ bản. Thì đối với việc mà chúng ta tìm hiểu về cái bảng mục lục thì cách làm việc đối với bảng mục lục tự động đó. Mục lục là một cái danh sách đơn giản để liệt kê các chương và có thể phân là nhiều nhiều cấp trên như trong hình. Đúng không? Có thể phân làm nhiều cách và chúng ta có hai bước để tạo mục lục tự động. Chuẩn bị tài liệu, gắn heading style tức là kiểu trang trí tiêu đề cho tên chương và tiêu đề trong mục lục. Bước 1 là chuẩn bị tài liệu cho các bạn mục lục. Tôi có cái tài liệu như thế này, đúng không? Và bước thứ hai là ta hãy cùng theo dõi để xem tôi làm như thế nào nhé. Đầu tiên là bạn trỏ con trỏ vào tên hoặc là tiêu đề của chương. Tôi sẽ đặt cái tiêu đề này là xử lý tín hiệu hy sinh, được chưa? Thì trong cái nhóm style này, trong cái nhóm các bạn chọn home, trong cái nhóm style chúng ta chọn heading 1, được chưa? Chúng ta chọn heading 1. Đó là chúng ta chọn ra cái cấp độ cao nhất cho tên chương. Sau đó các bạn chọn heading 2, là con trỏ vào cái vị trí mà bạn muốn chọn heading 2. Có thể là tên của cái các phần trong chương, đúng không? Còn các bạn cũng có thể là ví dụ như là ở đây tôi sẽ thêm vào ví dụ như là A tên y y chẳng hạn đấy, hoặc là chỗ này tôi thêm vào B chẳng hạn đấy. Thì tôi đặt ở đây là tôi đặt con trỏ ở đây, tôi chọn heading 3, tôi đặt con trỏ ở đây, tôi chọn heading 3, đúng không? Đấy. Thì các heading style và cái bảng mục lục sẽ làm việc với nhau để tạo ra cái bảng mục lục cho tài liệu. Cốt chỉ định cái mục lục heading 1 là cấp độ cao nhất cho cái bảng mục lục. Còn heading 2 tương ứng là cấp độ cao thứ hai và heading 3 là cấp độ cao thứ ba. Bước thứ hai là chúng ta tạo cái bảng mục lục cho tài liệu. Các bạn vào khi mà chọn heading style phù hợp với từng phần ấy, thì đã đến lúc chúng ta thu thập cái bảng mục lục. Và bây giờ là Word nó sẽ làm thay công việc cho bạn. Các bạn vào Reference, đúng không? Reference. Các bạn chọn tab Combination này. Đấy. Các bạn kích vào cái click vào tab 1 và tab 2, automatic tab 2 này. Cái nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất thì kích thôi. Và ví dụ tôi chọn là tab 1 chẳng hạn. Đúng không? Rất nhanh. À, ở đây tôi xin lỗi. Ở đây các bạn phải đặt cái con trỏ mà vị trí ở cái vị trí mà bạn muốn tạo mục lục đó. Rồi các bạn mới tiếp. Đúng không? Các bạn vào không các bạn vào Reference, chọn đấy, chọn như ban nãy tôi vừa nói đấy, là nó hiện ra cái mục lục mà chúng ta cần phải tạo đấy. Và chúng ta cập nhật cái bước tiếp theo là chúng ta cập nhật cái bảng mục lục. Làm thế nào để cập nhật cái bảng mục lục sau khi mà đã tạo ra cái bảng tài liệu ấy, bạn có thể duy trì nó, bảng mục lục sẽ tự động cập nhật cái tài liệu đã được mở. Và còn hay hơn nữa là nó tự cập nhật bất cứ khi nào bạn thêm tên chương và tiêu đề mới vào làm thay đổi số trang của tài liệu. Bạn chỉ cần thực hiện hai bước sau đây. Bạn click vào Reference,
bạn chọn update table. Và trong cái bảng update table này là khi các bạn cập nhật mục lục, bạn sẽ được hỏi rằng là muốn cập nhật toàn bộ mục lục hay là chỉ điều chỉnh một số trang thôi. Nếu bạn muốn chọn điều chỉnh một số trang thì bạn thêm nội dung làm tăng số trang trong tài liệu, là không thêm tiêu đề mới nào cả. Còn nếu bạn muốn thêm hoặc là thay đổi những tiêu đề thì bạn nên chọn cái mục này. Đúng không? Tôi chọn cái mục này đi nhé. Còn việc mà thay đổi cái bảng mục lục ấy, có rất nhiều cách để thay đổi cái bảng mục lục. Đúng không? Và bên cạnh đó, việc chọn nhiều kiểu định dạng có sẵn trong web thì bạn có thể tự thiết kế cái bảng mục lục riêng cho mình. Chẳng hạn như quyết định là cấp số số cấp cho mục lục, cho số trang xuất hiện hay không, tạo đường nối bằng dấu chấm giữa các tiêu đề trang, vân vân. Và trong phần tiếp theo tôi sẽ nói cho các bạn cách để thay đổi hình thức của một cái bảng mục lục. Tôi sẽ kết thúc cái bài này.